Xin chào anh em, xin chào tất cả cộng đồng yêu cây hoa giấy. Đặc biệt hôm nay mình chỉ giới thiệu nguyên về cây hoa giấy. Hôm nay mình mời các bạn đến mây vườn nhà anh Huy, và mình sẽ cho các bạn thông tin số điện thoại trực tiếp của anh Huy, chuyên cung cấp các loại hoa giấy. Và đặc biệt chỉ có màu hoa giấy màu tím Huế là màu đang được ưa chuộng. Và loài hoa màu tím Huế này là một loài hoa sắc rất là đẹp. Loài hoa giấy ưa ánh sáng mặt trời, sống tốt trong nhiệt độ, điều kiện và môi trường của Việt Nam. Lên hoa giấy biết cách chăm sóc và tái tạo, uốn nắn, kỹ thuật uốn ghép, thì chơi hoa giấy là một thú chơi cực kỳ nghệ thuật và vẻ đẹp rực rỡ cho khu vườn nhà, cho không gian ngôi nhà mình ở, công viên và sân vườn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn từng gốc hoa giấy và cách ghép cây, tạo led bonsai đẹp cho cây hoa giấy. Mỗi một cây mang một dáng thế khác nhau, và cách tạo cây hoa giấy như thế nào để cho những đóa hoa sau này ra làm những cái chùm hoa ôm vào thân cây và xeo sự đẹp, vẻ đẹp và nghệ thuật của từng coi như là người chơi bonsai. Như anh Huy đã có 15 tuổi đời chơi bonsai, thì chính vì vậy mình mới giới thiệu đến tất cả các anh em nghệ nhân bonsai, yêu bonsai, đặc biệt hoa giấy, cách uốn bonsai, tạo bonsai cho những từng thế cây đẹp như thế này. Và hôm nay mình giới thiệu qua về mỗi một gốc bonsai trị giá từ 1 triệu cho tới hơn 10 triệu. Đặc biệt những gốc cây này chỉ là tím Huế. Ai yêu màu tím Huế là một cái màu hoa giấy đẹp nhất và lên vẻ đẹp, ôm cây đẹp nhất, màu rực rỡ được lâu nhất, thì các bạn hãy đến với vườn nhà anh Huy. Và hôm nay mình giới thiệu về vườn cây hoa giấy màu tím Huế cho các bạn. Mỗi một cây là một led tạo tác khác nhau, đều dùng những dây đồng nhôm mạ, dây nhôm mạ đồng để chống rỉ cho lâu dài dưới trời mưa. Và ngay từ cái ngọn nhỏ đầu tiên, các bạn cần phải tạo tác cho dáng thế cây của mình về đúng nó giả cho thế cây. Mời các bạn theo dõi video những vườn cây đẹp, những vườn cây mang đầy những kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm. Mục đích mình chia sẻ cho các bạn về giống hoa giấy màu tím Huế là màu đang được ưa chuộng. Mục đích thứ hai là mình giới thiệu cho các bạn cách thức vào an chăm sóc và cách uốn tạo hình mẫu bonsai cho các bạn. Đó là mục đích cuối cùng. Và hôm nay mình giới thiệu tới đây, đó là cũng là phần sơ lược không chi tiết, bởi vì mỗi bạn đều có những cái led sáng tạo riêng biệt, chỉ tham khảo, mình cũng cùng học hỏi từ các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn tại video clip sau. Khi nào vườn hoa giấy này rực rỡ, mình lại mời các bạn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của cây hoa giấy, loài bonsai chuyên về màu tím Huế. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào tạm biệt.